Đây là tiếng nói Lát Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 182 của bộ truyện Huyền Giới Chi Mung Tập này được mang tên là Trảm Tiên Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước Ở tập trước thì um, Thạch Mục ở trong đến trong cái bí cảnh của Thiên Phượng Thì không ngờ hắn nhận được sự truyền thừa của cái um, hỏa diễm gì đó của Thiên Phượng á thì mặc dù tu vi của hắn hình như không biết đột phá chưa lên trung kỳ chưa nữa Nhưng mà về cái mặt ra, lĩnh vực về hỏa diễm của hắn đã có bước đột phá mạnh hơn trước Rồi khi hắn trở ra thì lúc này những cái đám người của thiên vượng tộc Kể cả triệu chu Minh bị đánh cho thê thảm Tiến là chết nhờ thạch mục sử dụng cái huyền hỏa công ở hệ mộc mới có thể phục hồi cho ông ta Lời rồi, rồi lúc này thì thạch mục mới kêu thải nhi vọng ta rút đi Một mình hắn đánh với cái tên hỏa đồ thì hai người đánh nhau đến mức kịch liệt vì tên hỏa đồ này, ý đồ là muốn đến thiên phượng để hấp thu cái hỏa diễm để tăng cao cái hỏa thuộc tính của mình lên không ngờ bị bị thạch mục cướp tay trên rồi vì vậy gã rất là hận thạch mục ra tay rất ác liệt thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha chúc mọi người nghe truyện vui vẻ xin cảm ơn tất cả mọi người thì ở đoạn cuối tập trước, lúc này Thạch Mục xuất ra 12 cái huyền hỏa phiên tỏa sáng ra từng đợt hậu quang, rồi sau đó hắn phóng những cái phiên này lên trên. Ngón tay Thạch Mục chỉ ra 12 cái lá huyền hỏa phiên phóng thẳng lên trời, chui vào trong tầng mây không thấy bóng dáng. Hỏa đồ nhìn thấy cảnh này ở sắc mặt của gã hơi biến đổi, trong lòng bỗng dâng lên một tia dự cảm không ổn. Gã quay đầu nhìn về phía bên kia, hai con tam thúc kim ô hỏa phượng đang chiến đấu vô cùng kịch liệt. Khóa mắt không nhịn được mà giật giật. Tuy rằng hỏa phượng kim sắc của Thạch Mục thất bại liên tiếp, nhưng nếu thực sự muốn đánh tan nó hoàn toàn thì phải cần không ít thời gian đâu. Đấy mắt của Hỏa Đồ lóe lên vẻ gấp gáp, sau đó gã cắn răng, miệng nói lẩm bẩm, phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành huyết quang sáp nhập vào trong cơ thể Tam Túc Kim U. Cùng lúc đó, mi tâm Hỏa Đồ lóe lên kim quang không ngừng, một luồng kim quang ống ánh bay ra, chui vào trong cơ thể Tam Túc Kim U. Sau khi hỏa độ làm xong hết thể Sắc mặt đã biến thành hơi trắng Toàn thân tam thúc kim ô bột phát kim quang cực mạnh Thân thể trở nên ngưng thực hơn trước rất nhiều Hầu như đã biến thành thực thể Uy thế hùng mạnh Nhất là đôi mắt đó đã có thêm vài phần thần thái Dường như có chút linh trí Ánh lửa bùng lên trên thân hình của tam thúc kim ô Phát ra luồng sức mạnh cuồng bạo Quét sạch cả bốn phương tám hướng Hỏa phượng kim sắc này Bị nguồn sức mạnh vô hình này đánh bay ra ngoài hai cánh tam túc kim ô mở ra thân hình bay nhào tới thừa dịp hỏa phượng kim sắc chưa kịp ổn định thân hình nó duỗi ra ba cái móng vuốt sắc bén tựa như tia chớp bắt được thân thể của hỏa phượng tam túc kim ô ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gáy đâm rách bầu trời kim quang chói lọi ba móng vuốt sắc bén bắt đầu xé nát hỏa phượng Xoẹt một tiếng hỏa phượng đang sống sờ sờ bỗng nhiên bị vỡ ra làm ba ánh lửa tung tóe phát ra tiếng nổ ầm ầm hóa thành hỏa diễm kim sắc ngập trời giống như là một trận mưa lửa. Thành Mục vừa thấy cảnh này, hắn chỉ nhướng mày sau đó dời tầm mắt đi, miệng đọc chú ngữ nhanh chóng, hai tay đánh từng cái pháp quyết lên trên bầu trời. Niết bàn phượng diễm đầy trời được một cổ sức mạnh nào đó dẫn dắt, khiến chúng tụ hội cùng một chỗ, sau đó hạ xuống hòa vào trong cơ thể Thành Mục. Kim quang lóe lên phía sau hắn, hiện ra hư ảnh hỏa phượng lần nữa, nhưng mà thân hình còn rất nhỏ, chỉ bằng một con người nhưng đến khi số lượng niết bàn phượng diễm dung hợp càng ngày càng nhiều hư ảnh hỏa phượng phát triển lớn dần lên ánh mắt hỏa đồ quan sát thạch mục đầy lạnh lẽo một tiên ngoan độc lóe lên gã phước tay đánh ra một cái pháp quyết tam túc kim ưu vỗ cánh bay lên thân hình cực lớn bay nhào đến chỗ thạch mục giờ phút này bỗng dưng phát sinh dị biến từng mây trên bầu trời cuộn trào từng luồng ánh sáng màu đỏ chói mắt bắn ra hóa thành vô số thanh kiếm màu lửa đỏ khiến cho người ta không thể nhìn thẳng Tiếng ầm ầm vang lên, một chiếc cột lửa màu đỏ dán xuống từ trên trời cao, ngăn trước người Thạch Mục. Bên trong cột lửa có thể nhìn thấy hình dáng một lá hỏa phiên cực lớn khá mơ hồ. Bởi vì tốc độ Tam Thúc Kim U quá nhanh nên không thể thu lại, nó đâm thẳng vào cột lửa, phát ra từng tiếng trầm đục cực lớn. Cột lửa hơi chấn động, bình yên vô sự, nhưng mà Tam Thúc Kim U bị đẩy lùi lại thật xa ra ngoài, thân thể khổng lồ hơi lảo đảo, phải vỗ cánh liên tục vài lần mới có thể đứng vững. Hỏa đồ vừa thấy cảnh này sắc mặt biến đổi hoàn toàn. Nhưng khi gã chưa kịp ra tay làm cái gì thì dị biến tiếp tục xuất hiện. Vài cục lửa khác đã dán xuống từ trên từng mây, tổng cộng có 12 cột trụ, tạo thành một cái lồng sắt bằng lửa bao phủ hỏa đồ và tam thúc kim ô vào trong. Bên trong từng cột lửa đều có thể thấy một lá hỏa viên cực lớn, linh lực lúc sáng lúc tối trên bề mặt lá cờ, liệt diễm cháy rừng rực liên tục không ngừng quấn quanh nó, khí thế ngập trời, Dường như là cùng thời gian đó, thân hình thạch bụt lóe lên, bay ra khỏi lồng giam bằng lửa kia. Sắc mặt nghiêm túc, miệng nói lẩm bẩm thật nhanh, đánh ra từng cái pháp quyết. 12 cục lửa đột nhiên bột lửa lớn lên ầm ầm, tạo thành sóng lửa cực lớn, tạo thành ánh lửa che mất tầm nhìn của mọi người. Hỏa độ thấy hoa mắt, thân thể không đứng vững được, cả người đều chìm vào trong một thế giới tràn ngập lửa nóng. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, khắp nơi đều là lửa cháy đỏ rực, sóng nhiệt cực nóng dâng lên thành từng đợt che trời lắp đất không chừa lại một chút không gian trống nào cả biến hóa liên tiếp lại mau lẹ đã khiến cho thế cục trước mắt nghịch chuyển cực lớn không thể để cho hỏa độ của thời gian phản ứng bí thuật không gian sắc mặt hỏa độ vô cùng khó coi may là tam thúc kim u vẫn còn ở bên cạnh của gã nên nét mặt của gã vẫn còn hơi dễ nhìn một chút các hạ không hổ là tiên tướng thiên đình quả nhiên có ánh mắt rất tốt nói cho chính xác thì đây chính là đại trận thập nhị đô thiên huyền hỏa của ta để xem tiên tướng hỏa độ có thể phá giải trận pháp này đi ra hay là không thôi thanh âm thạch mục vang lên không biết truyền đến từ chỗ nào hỏa độ nghe đến cái tên thập nhị đô thiên huyền hỏa trận trong lòng rùng mình dường như gã đã từng nghe ai đó nhắc đến tên trận pháp này rồi không đợi gã có hành động gì khác hỏa diễm chung quanh bắt đầu khởi động ngưng tụ thành hàng hà sa số mũi tên bằng lửa vừa thu vừa to sắc mặt hỏa đồ biến hóa, tiếng xé gió mãnh liệt. Vô số mũi tên lửa hơi chấn động, trong chốc lát liền bắn ra, tạo thành thanh âm bén nhọn giống như mưa rơi, vọt tới chỗ hỏa đồ. Ánh mắt hỏa đồ lóe lên, thân hình bay vụt lên, dung nhập vào trong cơ thể tam thúc kim u. Hỏa diễm kim sắc quanh người tam thúc kim u lập tức sáng người, vô số mũi tên lửa bay vụt đến đâm thẳng vào người tam thúc kim u. Thế nhưng khi đám tên này đụng vào hỏa diễm kim sắc của tam thúc kim u, chưa xâm nhập được sâu thì đã bị tán loạn, không cách nào đâm vào thân thể tam túc kim u. Nhưng bởi vì hỏa diễm trong không gian này vô cùng vô tận, đám mũi tên đó vẫn tiếp tục đâm vào tam túc kim u, không ngừng không nghỉ, tạo thành một trận mưa tên chằng chịt che kín trời. Tam túc kim u dừng cánh, đột nhiên xoay người, đón đỡ mưa tên đang nhắm vào người mình, bay về phía trước. Khi hai cánh của nó vừa mở ra, tốc độ nhanh đến kinh người, nhưng cho dù nó bay đến đâu đi nữa, chung quanh vẫn là một biển lửa vô cùng vô tận. Không chỉ vậy, đám mũi tên lửa chung quanh vẫn tiếp tục đâm vào. Mũi tên sau lại dài và thô to hơn mũi tên trước đó, hiện tại đã dài chừng vài chục trượng, giống như hàng trăm cây mâu lớn đâm vào kim diễm hộ thể của tam thúc kim u. Kim diễm rung rẩy không ngừng, tuy rằng nó vẫn có thể đốt tan hết đám mũi tên lửa kia, nhưng mà đã khó khăn hơn trước rất nhiều. Hai cánh tam thúc kim u mở ra thân hình cực lớn ngừng lại, ánh mắt quan sát chung quanh vô cùng bình tĩnh, nhưng lại lộ ra vẻ sắc bén của chính bản thân hỏa đồ. Chẳng lẽ có thể hình thành không gian lớn như vậy sao? Hay là trận pháp này có thể làm đảo điên phương dị, khiến cho ta chỉ dây quanh một nơi duy nhất mà thôi? Hỏa đồ đang thì thào tự hỏi chính mình giữa biển lửa kim sắc trong cơ thể tam thúc kim ô. Gã lập tức hừ lạnh, phước một tay lên, đánh ra một pháp quyết. Tam túc kim ô hé cái miệng thật lớn, phun ra một cột lửa màu vàng cực kỳ thu to cột lửa lóe lên hóa thành một thanh kiếm lớn kim sắt bắn ra ngoài đâm vào sâu trong không gian hỏa diễm uy lực của thanh kiếm kim sắt này cực lớn đám hỏa diễm màu đỏ ở chung quanh đã bị chém không biết bao nhiêu lần tạo thành từng đợt âm thanh xoèn xoẹt thế như kim sắt cử kiếm cũng đã tiêu hao khá nhiều sức mạnh hào quang đã ảm đạm hơn nhiều vào thời khắc này không gian phía trước lóe lên một trưởng bằng lửa cực lớn đột nhiên duỗi ra bắt được kim sắc cự kiếm một người khổng lồ bằng lửa cao chừng trăm trượng xuất hiện trong không gian hai tay bắt lấy kim sắc cự kiếm bỗng dưng dùng sức tiếng răng rắc vang lên kim sắc cự kiếm vỡ vụn ra hóa thành đám hỏa diễm màu vàng cực lớn định bay đến chỗ của hỏa đồ nhưng bị ngăn trở bởi biển lửa chung quanh sau đó bị đồng hóa cực kỳ nhanh chóng dung nhập vào sâu trong biển lửa hỏa đồ vừa thấy hỏa diễm cự nhân kia thì sắc mặt trầm xuống biết rõ thập nhị đô thiên huyền hỏa trận bắt đầu hiển hiện uy lực thực sự rồi. Nếu lấy hiện tại so sánh với thời gian trước đó, có thể thấy đó chỉ là mấy trận đánh chơi đùa nhỏ mà thôi. Hư không sâu lưng hỏa đồ lóe lên, là một hỏa diễm cử nhân nữa lại xuất hiện. Hết thảy vẫn còn chưa kết thúc, hư không chấp giật liên tục. Một người rồi tới một người khổng lồ xuất hiện, tổng cộng có 12 người, bao vây tam túc kim ô vào giữa. Mỗi một hỏa diễm cử nhân đều tán mát sau uy áp khổng lồ, 12 luồng uy áp tập hợp lại một chỗ, hầu như có thể đè ép hết tất cả. Mặc dù Tam Thúc Kim Ô là tồn tại hình thành do sự biến ảo của lửa, nhưng giờ phút này nó cũng cảm thấy khá sợ hãi. Trong cơ thể Tam Thúc Kim Ô, hỏa đồ biến sắc. 12 luồng uy áp khổng lồ giống như 12 thanh búa tạ phối hợp với nhau đập thẳng vào ngực của gã. Hỏa đồ khó chịu hừ thành tiếng, thân hùng vừa bị thương tổn bởi uy áp kia, thân thể của gã lùi về sau một bước, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Sau một khắc, 12 hỏa diễm cự nhân há miệng thật lớn, bắn ra 12 cục lửa màu vàng, chính là Hạo Thiên Thánh Diễm. Chẳng qua là Hạo Thiên Thánh Diễm đã không giống như bình thường nữa, màu sắc ngọn lửa vô cùng ống ánh, bên trong ngọn lửa phù văn màu đỏ bay múa, uy lực lớn hơn nhiều so với bình thường. 12 cục lửa biến hóa một hồi, rồi hóa thành 12 minh hoàng hỏa nhận, cả đám đều tập trung chém xuống Tam Túc Kim U sắc mặt hỏa đồ biến đổi cực lớn, hai tay vung vẩy, miệng tụng độc chú ngữ nhanh chóng. kim sắc hỏa diễm xung quanh tam túc kim u bùng phát ra dữ dội, ngưng tụ thành một phòng bảo hộ màu vàng. nhưng mà bởi vì thần hùng hỏa đồ vừa bị thương, do đó động tác của gã đã chậm hơn một chút. khi cái vòng bảo hộ màu vàng vừa chỉ hình thành được một tầng, thì 12 lưỡi đao lửa màu vàng đã kéo tới chém rách vòng bảo hộ này, bổ vào người tam túc kim u. Tam thúc kim ô gào thét không thôi, thân hình cực lớn bị phân thân vỡ vụn ra, sau đó hóa thành từng mảng từng mảng hỏa diễm kim sắc thực lớn. Thân ảnh hỏa đồ xuất hiện, sắc mặt xanh mét. 12 hỏa diễm cử nhân không hề ngừng lại, tiếp tục há miệng phun ra đám hỏa diễm minh hoàng, nhưng lần này không hình thành lửa đau lửa nữa, mà 12 cục lửa này dung hợp lại với nhau, hình thành biển lửa màu vàng sáng bao phủ hỏa đồ ở bên trong. <laughs> Trung quanh không gian phát ra tiếng trầm đục cực lớn, từng luồng từng luồng sức mạnh không gian quét tới bắt đầu đè ép hỏa đồ không cho gã cơ hội chạy thoát hỏa đồ liên tục gào thét gã muốn bay đi trốn tránh nhưng mà sức mạnh không gian chung quanh quá mức khổng lồ cho dù là gã cũng không thể ngăn cản được chút nào dường như cả người gã đều rơi vào sâu trong vũng bùn ngay cả việc hoạt động thân thể cũng đã khó khăn vô cùng đã đến nước này rồi trong lòng hỏa đồ dâng lên một tia tuyệt vọng nhưng mà gã gạt phát đi nhanh chóng hỏa đồ hét lớn thành tiếng bộc phát kim quang chối lọi mở lĩnh vực hỏa diễm của mình ra ngăn cản hậu thiên thánh diễm ở chung quanh 12 cự nhân hỏa diễm tiếp tục phun ra hậu thiên thánh diễm biển lửa màu vàng càng sáng chói mắt hơn nó xoay tròn cực nhanh ngưng tụ thành từng thanh hỏa kiếm cực lớn ngoài ra còn có quả cầu lửa mọi thứ đều đập vào lĩnh vực của hỏa đồ nếu như đây là hậu thiên thánh diễm bình thường tất nhiên nó sẽ không thể uy hiếp lĩnh vực của hỏa đồ được dù chỉ mấy mây nhưng bởi vì nó đang ở trong thập nhị đô thiên huyền hỏa trận uy lực của hạo thiên thánh diễm tăng mạnh khiến cho lĩnh vực do hỏa đồ mở ra rung rẩy không thôi sắc mặt hỏa đồ ngày càng khó coi nhưng gã cũng không biết làm sao uy lực thập nhị đô thiên huyền hỏa trận lợi hại quá mức công kích vọt tới từ bốn phương tám hướng nếu chỉ có công kích bằng hỏa diễm đơn thuần thì gã có thể ngăn chặn được một chút nhưng mà chung quanh còn có một luồng nhiệt đang thẩm thấu vào trong cơ thể hỏa đồ làm bốc hơi tinh huyết của gã mà lĩnh vực lại không thể ngăn chặn hoàn toàn với luồng nhiệt lực này được hỏa độ phát kiệt sức khống chế lĩnh vực ngăn cản trong nội tâm dần dần trầm xuống thời gian cứ như vậy mà trôi qua lĩnh vực của hỏa đồ ngày càng thu nhỏ lại dưới sự công kích che trời lấp đất ở chung quanh ban đầu lĩnh vực có chu vi ba mươi mấy trượng giảm bớt dần dần xuống còn có hai mươi trượng mười lăm trượng mười trượng tám trượng mặt hỏa đồ đỏ như máu làn da trên cơ thể đã khô quắc giống như tất cả tinh huyết trong cơ thể của gã đều đã bị ép cho khô chỉ còn lại một cái túi da rỗng tuếch Gã há miệng thở dốc, vẻ tuyệt vọng động lại trên mắt của gã. Vào thời khắc này, bốn người lóe lên ở hư không gần đó, chính là thân ảnh của một thanh niên, không ai khác ngoài Thạch Mục, ánh mắt nhìn hỏa đồ có chút thương cảm. Hắn vươn tay, lòng bàn tay phun ra kim quang chói mắt, phiền thiên cung bỗng nhiên xuất hiện. Người đã là tiên tướng thiên định, uy chấn một phương, nếu như chết bởi vì bị luyện hóa thì cũng khiến cho người khác tiếc nuối. Ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường vậy. Giọng điệu Thạch Mục nhẹ nhàng thản nhiên, Hắn vừa nói xong, kim quang xung quanh phiên thiên cung chói sáng, cùng biến lớn gấp 10 lần chỉ trong nháy mắt, hóa thành một cái cây gậy màu vàng cực lớn, từng vòng gợn sóng pháp tắc màu vàng hiển hiện chung quanh phiên thiên cung. Một tiếng ầm vang lên, phiên thiên cung hóa thành một cung ảnh thu to màu vàng, mang theo uy thế vô tận đánh vào lĩnh vực của hỏa đồ. Lĩnh vực quanh người hỏa đồ đã rung động lắc lư kịch liệt, hiện ra rất nhiều vết nứt, nhưng không vỡ vụng ngay lập tức. thành mục nhấn mày hét to, thân thể xoay tròn, tay huy động phiên thiên cung lần nữa. Cung ảnh màu vàng thu to đập xuống lĩnh vực mấy lần mới khiến cho lĩnh vực vỡ vụn hoàn toàn. Kim quang tiêu tán, một quan cầu hình trứng màu trắng cao hơn người xuất hiện chính là cửu thiên huyền cương tráo của hỏa đồ. Giờ phút này hỏa đồ đang đứng ở bên trong nhìn thạch mục, tuy rằng da thịt đều tiêu tụy nhưng khóe miệng lại cung lên thành một nụ cười lạnh. <cười> Ta hiểu mà, thạch mục, Bây giờ chân khí của ngươi không đủ nên không thể chèo chống cho đại trận này tiếp tục vận chuyển. Vì vậy ngươi mới tiêu diệt ta dội dạng như vậy. Nhưng ngươi đừng mơ tưởng nữa. hỏa đồ liên tục cười lạnh, miệng nói lẩm bẩm, trong luồng sáng trắng bay ra từ trong tay của gã, dung nhập vào quan cầu bạch sắc. Cửu thiên huyền cương tráo được củng cố hơn trước, phát ra bạch quang rạng rỡ. Sắc mặt thạch mục trầm xuống. Giống như lời hỏa độ vừa nói, hiện tại chân khí của hắn đã thấy đấy rồi, không thể chèo chống cho đại trận tiếp tục vận chuyển được nữa. Nhưng mà thành một ngấn đồ Kim quang lóe lên trong đáy mắt Miệng nói lẩm bẩm Thường thể hắn bột phát rào quang sáng trắng Ánh sáng chói mắt bao phủ lấy thương thể hắn Tiếng gào to trầm thấp truyền ra từ bên trong Giữa bạch quang thân thể của hắn phình to cực nhanh Làn da một ra bộ lông màu trắng Từng khối cơ bắp trắng chắc xuất hiện Hoàn thành biến thân thành cử viên trong nháy mắt Hóa thành một con cử viên màu trắng cao nghìn trượng Chẳng qua con cử viên này đã không giống với trước kia Trên cổ mọc ra thêm một cái đầu đỏ thẫm dưới xương sườn xuất hiện thêm hai cánh tay đầy tráng kiện. Số lượng phụ văn màu bạc bên ngoài cơ thể cự viên đã nhiều gấp mấy lần trước kia, hình thành từng miếng vảy cực lớn, Tảng mát sự uy áp khiến người ta run rẩy, giống như thân thể của ma thần. Giờ phút này phiên thiên côn đã trở thành một cây gậy cao nghìn trượng khuếch tán kim quang, vô số phụ văn màu vàng xuất hiện trong luồng hào quang này. Bên trong cửu thiên huyền cương tráo, hỏa đồ vừa thấy cảnh này thì đấy mắt hiện lên một tiêu hoảng sợ, vội vã đặt hai tay lên vòng bảo hộ rót hết số chân khí còn lại vào trong cương tráo. Vòng bảo hộ màu trắng lập tức tăng thêm gần phân nữa. Cử viên màu trắng gầm nhẹ, tay vung phiên thiên cung lên rồi đập xuống, đánh vào cửu thiên huyền cương tráo bao quanh người hỏa đồ. Phiên thiên cung vừa vung lên, tạo thành một vết cắt cực lớn trong biển lửa, một phân thành hai. Răng rắc, bí thuật tiên giới cực kỳ chắc chắn, hầu như không thể xuyên thủng kia, đã xuất hiện từng vết rạn nứt, sau đó vỡ vụn thành từng khúc. Phiên thiên cung vẫn không ngừng lại, kim quang che mất thân thể của hỏa đồ. thân cung còn chưa đến, kinh khí kinh khủng đã đập vỡ hỏa đồ vốn dĩ bị thương chồng chất từ trước. Một tiếng phục vang lên, thân hùng không thể chạy thoát, biến thành một viên bi cực nhỏ. Bên ngoài trận pháp không gian, đám người triệu tiễn Bạch Phi đứng ở hư không xa xa ngoài sân cốc, thần sắc khác nhau. Giờ phút này cả sơn cốc tràn ngập trong biển lửa màu đỏ, chúng đang thiêu đốt hừng hực, sống nhiệt cực nóng, khiến cho nhiều người không thể chịu đựng được, hư không bị cháy đến mức vặn vẹo. Thanh âm u u như sấm rền nổ vang liên tiếp, thỉnh thoảng lại có kinh khí kinh khủng truyền ra từ biển lửa, hạ xuống mặt đất tạo thành hố sâu. triệu thân tướng, chúng ta có nên trợ giúp tiên tướng hỏa đồ không? Kim bào nữ tử kia nhìn về phía triệu tiễn, hơi chần chờ hỏi. Bạch Hồng liếc nhìn kim bào nữ tử, trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Xông vào biển lửa sau, e rằng chưa kịp nhìn thấy thạch mục và hỏa đũa thì đã bị chính trận pháp này chơi chết rồi thoạt nhìn thì biển lửa này chính là trận pháp không gian thực sự không dễ đi vào đâu Giả lại thực lực của tiên tướng hỏa đồ và tên thạch mục kia hơn xa chúng ta nếu chúng ta vào trong chẳng vẫn không giúp được gì cho tiên tướng hỏa đồ mà còn trở thành gánh nặng của hắn nữa triệu tiễn chưa mở miệng thân sắc bạch phi ngưng trọng đứng bên cạnh nói rõ chúng ta ngồi chờ ở đây cũng không phải là cách đúng rồi chỉ bằng bắt con linh sủng anh vũ của thạch mục và triệu chu minh đi hả con anh vũ kia và triệu chu minh đâu rồi Kim bào nữ tử nói ra, sau đó ồ lên thành tiếng nhìn chung quanh. Ở khu vực gần biển lửa, thân ảnh Thải Nhi và Triệu Chu Minh đã biến mất không thấy tung thích. Không ổn rồi, phải tìm ra bọn chúng. Kim bào nữ tử biến sắc, quát lên. Không cần đâu, nói cho cùng thì con anh Vũ kia và Triệu Chu Minh chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi. Quan trọng chính là tiên tướng hỏa độ và thành mục kia kìa. Tất cả mọi người đều phải ở đây, không được trời đi. Sắc mặt Triệu Tiễn âm trầm, nói. Đám người Kim bào nữ tử bạch phi liếc mắt nhìn nhau không nhúc nhích. Triệu Tiễn lật tay lấy ra một khối linh thạch tiên phẩm khôi phục chân khí tiêu hao, ánh mắt nhìn biển lửa màu đỏ vô cùng phức tạp và lạnh lẽo. Tuy rằng gã không biết giữa Thạch Mục và Hỏa Đồ thì ai là người thắng, nhưng mặc kệ ai thắng ai thua, người còn lại chắc chắn sẽ đại thương nguyên khí. Nếu Tiên tướng Hỏa Đồ thắng thì không nói làm gì, nhưng mà nếu Thạch Mục chiến thắng, lại bố trí đại trận lớn như vậy, nhất định sẽ tiêu hao cực lớn, chẳng lẽ ba tên đại năng thượng cảnh không thể đối phó được tên đó sao? dù nói thế nào đi nữa, gã cũng phải nắm bắt cơ hội nghìn năm một thuở này, xóa bỏ họa lớn trong số mệnh của chính mình. Trong lòng triệu tiễn nghĩ như vậy, hào quang nơi đáy mắt càng ngày càng sáng. Vào thời khắc này, biển lửa màu đỏ chợt chấn động, sau đó bắt đầu thu nhỏ lại đầy quỷ dị. Sắc mặt đám người triệu tiễn kinh hãi, ánh mắt nhìn xuống cái biển lửa xem tình hình như thế nào. Một ngọn lửa cao 10 trượng bốc lên giữa biển lửa, sau đó cục lửa tán loạn, hiện ra một bóng người mơ hồ. Bóng người dần dần rõ ràng, đó chính là một người thanh niên sắc mặt trắng bệch. Đó không phải là ai khác, chính là Thạch Mục. Tiền tướng hỏa độ, thất bại rồi. Sắc mặt Bạch Phi và Kim Bào Nữ Tử biến đổi cực lớn. Ngay lúc này ra tay chém giết Thạch Mục Triệu tiễn hét lớn Thân hình bắn ra như điện Phước tay lấy ra chiến kích màu bạc ném nó ra ngoài Tiếng xé gió vang lên Hào quang trên chiến kích trở nên chối lội Hóa thành một con độc giác quái lông màu bạc Dài chừng mười trượng Dường nành muốn vuốt đánh tới Thạch Mục Kim bào nữ tử hơi ngẩn ra, sau đó lập tức phản ứng lại, thân thể theo sát đó mà nhào ra. Trong mắt Bạch Phi hiện lên một tia do dự không rõ, nhưng mà thân hình của gã vẫn bắn ra như điện, theo sau kim bào nữ tử. Tia sáng trắng lóe lên, con quái lông màu bạc bay đến gần thạch mục đầu tiên, nó mở miệng thật lớn. Đám lưỡi đau gió rậm rạp chằng chịt bay ra như cơn mưa rào, đánh tới chỗ thạch mục, khí thế che trời lấp đất. Ánh mắt Thạch Mục quét ngang quan sát tình huống bên ngoài, rốt cuộc cũng hiểu được ý đồ của Triệu Tiễn trong nháy mắt này. Hắn hừ lạnh, vươn một tay, phiên thiên cung xuất hiện ngăn cản trước người. Phiên thiên cung tản mắt ra luồng kim quang, tạo thành một màn trắng màu vàng nhàn nhạt. nhạt. Thanh âm rào rạc như mưa rơi truyền đến, lưỡi đau gió rậm rạp chằng chịt đánh vào màn trắng màu vàng, mặt ngoài quang thuẫn rung rẩy, kim quang chớp động ngăn cản toàn bộ phong nhận. Ngay sau đó con quái lông màu bạc đến ngay trước mặt Thạch Mục, nổi giận gầm lên giữa cái móng vuốt cực lớn đập xuống thành một hư lạnh cánh tay trái hiện ra phù văn màu bạc sau đó đấm ra một quyền đối đầu trực tiếp với vuốt rồng hai bàn tay có kích thước kém xa nhau va chạm vào nhau phát ra tiếng ầm ầm cực lớn hư không ở chung quanh vặn vẹo hồi lâu không ngừng chấn động thân thể thành mục vẫn đứng thẳng tắp ngay tại chỗ hắn không hề nhúc nhích nhưng thân hình khổng lồ của ngưng sắc quái lông bay ngược ra ngoài chân trước đã bị vỡ vụn nhưng cũng thật trùng hợp phương hướng ngân sắc quái lông bay ra lại chính là phương hướng ba người bạch phi kim bầu nữ tử và bạch hùng đang phi thân lao đến vốn dĩ tốc độ của ba người cực nhanh vì vậy mà tốc độ bay ra ngoài của ngân sắc cự lông này cũng khiến cho bọn họ không có thời gian phản ứng vì vậy cả đám đụng vào nhau trong nháy mắt sắc mặt ba người biến đổi cực lớn vội vàng tạo thành chút mạng sáng hộ thể nhưng vẫn nhanh chóng bị đánh bay bởi ngân sắc cự lông lăn lộn bay đi về phía xa hầu như cùng lúc với khi thạch mục ra quyền hư không sau lưng hắn đột nhiên lóe lên thân hình triệu tiễn xuất hiện tay của gã cầm chiến kích màu bạc đâm vào giữa lưng thạch mục tốc độ nhanh như chớp giờ phút này khóe miệng triệu tiễn nhếch lên tiếng kim loại va chạm vào nhau nổ mạnh vang lên thạch mục xoay người vô cùng nhanh chóng phiên thiên cung chặn ngang chiến kích màu bạc thân hình triệu tiễn chấn động mạnh bị đánh bay ra ngoài vài chục trượng sắc mặt thạch mục đã trắng nhợt lùi mấy bước về sau mới có thể đứng vững sắc mặt triệu tiễn buông lỏng quá nhiên thạch mục đã đến cực hạn có lẽ sức mạnh đánh bay ngân sắc cửu long lúc nãy đã là lượng chân khí cuối cùng thân thể của gã chuyển động muốn vụt lên trên lần nữa thạch đâu vào thời khắc này bóng dáng thải sắc bay vụt đến vừa lóe lên thì đã đến gần thạch mục chính là thải nhi hai cánh nó mở lớn chắn trước mặt triệu tiễn một luồng sáng đỏ cũng theo sát phía sau chính là triệu chu minh thoạt nhìn sắc mặt ông ta cũng còn rất yếu ớt nhưng đã khá hơn nhiều so với lúc nãy rồi Thể nhi, triệu trưởng lão Sắc mặt thành một vui vẻ Chỉ cần cho hắn một chút thời gian khôi phục một ít nguyên khí là đủ rồi Thành đâu? ngươi khôi phục chân khí đi Giao chỗ này cho bọn ta Thải Nhi ngửa đầu phát ra tiếng rít sắc nhọn, thân hình biến lớn nhanh chóng, hóa thành một con cự cầm thức thải to chừng 10 trượng. Triệu Chu Minh gật đầu thật nhẹ, hai tay vung vẩy bắn ra mười quả cầu đỏ thẳm, bên ngoài tán mắt ra ánh sáng màu đỏ chói lọi, ngưng tụ thành mười đóa hoa màu đỏ cỡ lớn, mỗi một đóa đều có độ lớn bằng một cái văn phòng xoay tròn dường như tạo thành một trận pháp mơ hồ bao phủ gã và thạch mục ở bên trong thạch mục lập tức lấy một khối linh thạch tiên phẩm dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục chân khí trong cơ thể triệu tiễn thấy cảnh này trong lòng vừa sợ vừa giận mới vừa rồi gã còn dùng thưởng thức dò xét phạm vi mấy nghìn dặm phát hiện chẳng có khí tức của thải nhi và triệu chu minh cứ cho rằng bọn họ đã chạy trốn nên không để ý đến rốt cuộc thì bọn họ đột nhiên xuất hiện từ đâu ra Gà hét lớn thân thể lập tức bay vụt đến toàn thân bộc phát ra ánh lửa đỏ trắng chiến kích màu bạc trong tay cũng phát ra ánh sáng rực rỡ ngưng tụ thành một hư ảnh hình rồng mơ hồ đầm tới chỗ thạch mục đừng có mơ tưởng quấy này thạch đầu tình xấu xí kia bước quải của ta trước đi Thạch nhi lóe lên thân ảnh của nó ngăn trước mặt của thạch mục há miệng thật lớn phun ra luồng hỏa diễm lục sắc hỏa diễm lục sắc cuộn trào mãnh liệt ngưng tụ thành một tấm khiên trắng bằng lửa sáu màu cực dày răng rắc chiến kích màu bạc của triệu tiễn đâm vào tấm trắng lửa kia lập tức đâm sâu vào chừng nửa trượng rồi ngừng lại hiển nhiên là bởi vì phòng ngự của tấm trắng này không phải là chuyện đùa gã hét lớn hào quang trên chiến kích màu bạc tỏa sáng cánh tay triệu tiễn rung lên chiến kích lập tức chém tấm khiên thành hai nửa ý đồ tiếp tục tấn công thạch mục phía trước triệu tiễn lại xuất hiện 10 khóm hỏa diễm lục sắc to chừng gian phòng đánh ấp tới với khí thế che trời lấp đất miệng thái nhi phun lục diễm không ngừng hoàn toàn chẳng quan tâm đến việc tiêu hao như thế nào triệu tiễn giận dữ nhưng mà lục diễm này không phải là thứ có thể vui đùa nó tản mát sợ khí tức âm hàng, gã không dám coi thường đành phải trốn tránh liên tục trong lúc nhất thời không thể đến gần thạch mục bên kia ba người bạch phi cũng bay tới gần công kích điên cuồng vào xích hoa pháp trận của triệu chu minh nhưng mà con ngân sắc cử long kia không xuất hiện không biết có bị thạch mục đánh về nguyên hình hay không Chẳng qua là cái pháp trận do đám lửa đỏ này tạo thành có lực phòng ngự tương đối cao, mặc cho ba người công kích thế nào đi nữa thì cũng không thể công phá được trong nháy mắt. Lòng triệu tiễn nóng như lửa đốt, liên tục gào thét, đánh ra các loại tấn công như mưa to gió lớn. Vốn dĩ thực lực của Thải Nhi không bằng triệu tiễn, nó phun ra yêu hỏa ngăn cản gã, không hề tiết chế chút nào. Vì vậy số yêu hỏa trong cơ thể nó đã bị dùng hết, rơi xuống hạ phong toàn diện, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Cúc mau! Triệu Tiễn quát lên đầy phẫn nộ, dùng chiến kích quét ngang, một tia sáng có gai bạc trắng đánh bay thải nhi. Thân hình của gã nhoáng lên xuất hiện bên cạnh pháp trận xích hoa kia. Quang mang trên chiến kích trong tay của gã tách ra làm ba màu, bạc, trắng, đỏ. Chúng lóe lên rồi ngưng tụ thành một hư ảnh chiến kích ba màu cao trăm trượng, giống như lửa dao có thể chọc thủng trời. Gã hét lớn, vùng cánh tay lên, tam sắc cự nhận khổng lồ chém xuống cái pháp trận xích hoa không chút lưu tình. Răng rắc Cuối cùng thì pháp trận xích hoa bị chém vỡ, lộ ra thân ảnh Triệu Chu Minh. Ông ta phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người suy sụp nhanh chóng. Triệu Tiễn không hề để ý đến Triệu Chu Minh, đáy mắt lập lòe kim quang, quan sát chung quanh tìm kiếm thân ảnh của Thạch Mục. Nhưng mà không biết vì sao mà thân ảnh của Thạch Mục lại giống như bốc hơi, biến mất không thấy đâu. Đang tìm ta sao? Thanh âm thản nhiên truyền đến từ sau lưng Triệu Tiễn. Triệu Tiễn hoảng hốt quay người nhanh như chớp chẳng qua là khi thân thể của gã vừa quay sang được một nửa thì thấy ngực đau xót một bàn tay thò ra trước ngực của gã phía trên tay tràn ngập máu tươi bàn tay đó đang nắm lấy trái tim triệu tiễn đang đập thình thịch thành mục đứng sát thân thể triệu tiễn ánh mắt lạnh như băng năm ngón tay bóp nát trái tim nhưng vào thời khắc này khối ngọc phù màu trắng đeo bên hông triệu tiễn kêu lách cách thân thể triệu tiễn hóa thành một luồng sáng huỳnh quang phiêu tán ra ngoài ngọc phù thế thân thành mục nhướng mày tự nói Bốn người lóe lên trong hư không cách đó hơn trăm trượng thân ảnh triệu tiễn ngã loạn choạng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy mồ hôi lạnh đổ đầm đìa trên trán để mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ gã ổn định thân hình tế ra pháp bảo trường toa hình phi điểu màu đỏ thân thể hóa thành một đạo đụng quang xích sắc bỏ chạy về phía xa xa vừa lóe lên thì đã cách đó thêm mấy trăm trượng nữa tốc độ nhanh tới kinh người muốn chạy sâu, <laughs> mơ trưởng thành một cười lạnh hào quang đen trắng lóe lên sau lưng hiện ra hai cánh đen trắng lập tức đuổi theo nhưng mà trước khi hắn đuổi theo phước tay lên một hỏa diễm kim sắc lớn bằng chén cơm bốc lên từ lòng bàn tay hắn chính là niết bàn phượng diễm nó lóe lên hóa thành một hỏa mâu kim sắc sau đó ném ra hỏa mâu kim sắc bay nhanh như sấm giống như thuấn di chỉ lóe lên vài lần thì đã xuất hiện sau lưng bạch phi giờ phút này bạch phi muốn xoay người chạy trốn nhưng lại cảm nhận nhiệt độ cực nóng từ phía sau Sắc mặt cứng đờ, chỉ sau một khắc, gương mặt trở nên đông lại, hé miệng định nói gì đó, nhưng cũng không nói thành lời. Hỏa mâu màu vàng xuyên thủng linh hải bạch phi, đâm gã dính trên mặt đất. Thải Nhi, giao đưa đây lại cho ngươi đó. Thương ảnh thành một khóa thành một hư ảnh đen trắng, đuổi theo bóng dáng triệu tiễn ở xa xa, chỉ để lại thanh âm của mình. Yên tâm đi. Hai cánh Thải Nhi mở ra, thân hình xuất hiện ngay trước mặt kim bào nữ tử và bạch hồng. Triệu Trung Minh ăn một viên đan dược, sắc mặt cùng khí sắc mới miễn cưỡng thay đổi một chút. Ông ta phi thân lên, xuất hiện sau lưng hai người kim bào nữ tử và Bạch Hùng. Phối hợp với Thải Nhi, một trước một sau bao vây bọn họ. Vẻ mặt kim bào nữ tử và Bạch Hùng lộ ra sự tuyệt vọng. Trên mặt đất, linh hải của Bạch Phi bị xuyên thủng, miệng trào ra máu tươi, không thể cứu chữa. Thần thái trong mắt của ông ta càng ngày càng yếu dần, cho đến thời khắc cuối cùng, sâu trong đáy mắt đó hiện ra sắc thái vô cùng hối hận hỏa mâu kim sắc nổ mạnh hóa thành hỏa diễm kim sắc bao phủ toàn bộ bạch phi đốt cháy cơ thể của gã thành tro tàn ngay cả thần hùng cũng không thể chạy thoát được cách sơn cốc hơn nghìn dặm hai luồng đụng quang theo sát nhau trên bầu trời phía trước chính là đụng quang màu đỏ đằng sau là đụng quang đen trắng tốc độ của hai người đều cực nhanh hầu như là sẵn sàng, sàng nhau truy đuổi xích sao bên trong đụng quang đằng sau thạch mục nhíu mày ánh mắt ánh lên chút bất ngờ giờ phút này cảnh giới của hắn đã cao hơn triệu tiễn một bậc lại thi triển đụng thuộc hát bạch sông dực ấy vậy mà tốc độ của hắn chỉ cỡ triệu tiễn hiện giờ xem ra lúc trước trường toa mà triệu tiễn tế lên là một pháp bảo phi hành cực kỳ lợi hại lượng chân khí mà hắn vừa mới khôi phục chỉ được phân nửa nếu mà tiếp tục lề mề như vậy rất có khả năng là triệu tiễn sẽ chạy thoát được hắn nhất định phải diệt trừ kẻ này nếu không thì sẽ để lại hậu quả vô cùng vô tận đấy lồng thạch một quát khẽ miệng nói lẩm bẩm một luồng huyết quang xuất hiện từ ngực hắn sau đó nhanh chóng lan tràn ra toàn thân một tiếng ầm ầm vang lên hỏa diễm huyết sắc dấy lên trên toàn thân thạch mục ngay cả hắc bạch sông dực cũng hiện ra một lớp huyết quang tốc độ phi đụng nhanh hơn trước kia khá nhiều chỉ trong mấy hơi thở thì đã bắt kịp triệu tiễn rồi đây chính là bí thuật kích phát sức mạnh huyết hải nằm trong thiên hỏa thần thể cung có thể tăng tiềm năng thân thể trong nháy mắt nhưng trả giá cũng khá lớn nó sẽ thiêu đốt không ít tinh huyết của người sử dụng Cần phải điều dưỡng từ năm này đến tháng khác Mới có thể khôi phục hoàn toàn Để xem ngươi còn bao nhiêu ngọc phù thi thân Chết đi Thành một hét lớn bổ ra một chưởng Luôn niết bàn phượng diễm tuôn ra Ngưng tụ thành một chưởng kim sắc cực lớn Chụp lên đầu triệu tiễn Dường như triệu tiễn cảm nhận được sức mạnh áp bách Từ kim sắc cự chưởng kia Vì vậy gã hét lớn Hai tay nhập lại với nhau Bảy loại hào quang đen, trắng, xích, kim, thanh, hoàng, xanh quấn quanh trước người của gã. Chúng ngưng tụ thành một bàn tay bảy màu cực lớn, nhanh chóng va chạm với cự trưởng kim sắc đang lao tới. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, cự trưởng bảy màu vỡ vụn, bản thân triệu tiễn cũng chịu đựng cổ sức mạnh phản chứng cực mạnh nện xuống mặt đất, tạo thành một cái hú to, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình thạch một nhoáng lên, xuất hiện bên trên triệu tiễn, đấm ra một quyền tay của hắn phun ra một mảng niết bàn phượng diễm cực lớn ngưng tụ thành một đám đám bằng kim diễm khổng lồ chuẩn bị đập xuống mặt đất triệu tiễn cảm nhận không khí chung quanh mình siết chặt ngay sau đó là luồng sức mạnh vô hình chuẩn bị giáng xuống người mình toàn thân gã đều không thể nhúc nhích dù chỉ mảy may khoan đã nếu người giết ta thì đừng bao giờ mong rằng có thể gặp được triệu linh tú nữa vĩnh viễn không trong lòng triệu tiễn chợt căng thẳng hét lớn thành tiếng sắc mặt thạch một biến đổi tất cả suy nghĩ trong đầu đều đình trệ nắm đấm bằng hỏa diễm kim sắc dừng lại trên đỉnh đầu triệu tiễn cách đối phương chừng mười trượng người nói cái gì gương mặt hắn trở nên vô cùng âm hàn ta nói vậy mà ngươi còn chưa hiểu sao triệu linh tú đang ở trong tay ta nếu ngươi muốn nhìn thấy nàng ta một lần nữa tốt nhất là đừng ra tay giết ta một khi ta chết rồi triệu linh tú cũng không sống được đâu ánh mắt triệu tiễn hơi buông lỏng khóe miệng nở nụ cười lạnh đứng lên từ trong hố Phủi bụi đất trên người mình xuống giọng điệu chậm rãi ngươi nói tú nhi ở trong tay của ngươi hả có bằng chứng gì không ngươi đừng cho rằng chỉ vì một câu nói miệng linh tinh của ngươi mà ta có thể tha mạng cho ngươi đó Thần tinh trên mặt thạch mục biến ảo liên tục giọng điệu trầm hẳn xuống khóe miệng triệu tiễn giật giật cười nhạt lấy một vật ra ném tới chỗ thạch mục lông mày thạch mục nhíu lại phước tay một luồng ánh sáng đỏ bắt lấy kéo nó đến trước mặt mình khi ánh sáng đỏ tắt hẳn một nửa vòng tay màu xanh hiện ra một đám tóc dài đen nhánh đang quấn quanh trên chiếc vòng tay đó phóng chừng là của một cô gái. Hắn biến sắc, vòng tay này chính là vật mà hắn đưa cho Trung Tú năm đó. Trước đại điển thiên phượng, có người dùng vật này dẫn dụ Thạch Mục rời khỏi thành. Sau này Thạch Mục đưa nó trở về tay Trung Tú, Trung Tú luôn đeo nó bên mình. Hắn không ngờ vòng tay này lại xuất hiện ở đây tại thời khắc này. Đám tóc dài trên chiếc vòng tay tản mát ra khí tức nhàn nhạt hết sức thanh nhã, dễ ngửi, vả lại vô cùng quen thuộc. Tâm tình Thạch Mục kích động, không còn khả năng giữ tỉnh táo như cũ, hắn hít một hơi thật sâu mới có thể áp chế miễn cưỡng tâm tình cuộn trào trong lòng mình ngấn đầu nhìn triệu tiễn sắc mặt hơi đình trệ giờ phút này toàn thân triệu tiễn bị bao phủ bởi một lớp chất lỏng màu bạc tay đối phương còn cầm một quả cầu màu bạc lớn chừng quả đấm mà chất lỏng kia cũng bắt nguồn từ chính viên cầu đó muốn trốn sao thành một hét lớn cử quyền băng hỏa diễm kim sắc đột nhiên đập tới đánh vào trên quan cầu màu bạc quan cầu màu bạc run rẩy kịch liệt nhưng vẫn chặn được cử quyền kim sắc Miệng triệu tiễn nói lẩm bẩm, mi tầm lóe lên, hiện ra một đôi mắt dựng thẳng màu bạc. Nó bắn ra một tia sáng trắng vừa thu vừa to, rót vào trong quan cầu màu bạc. Một tiếng lạch cạch vang lên, quan cầu màu bạc vỡ vụn, vô số phụ văn màu bạc bắn ra, hình thành một pháp trận màu bạc chung quanh người triệu tiễn, tốc độ cực nhanh. Một đám tia sáng trắng xuất hiện từ trong pháp trận bao phủ thân thể triệu tiễn. Thạch mục, giữa ta và ngươi, còn chưa biết ai là người cười cuối cùng đâu. Cuộc đối đầu lần sau tuyệt đối sẽ không bao giờ giống ngày hôm nay đâu Ánh mắt triệu tiễn lạnh lẽo âm hiểm nhìn trong chọc thạch mục Gã cười lạnh Gã vừa dứt lời hào quăng màu bạc đột nhiên bộc phát chối lội Thân ảnh triệu tiễn biến mất không còn tung tích Sắc mặt thạch mục hơi khó coi Chỉ một chút sơ sẩy nhất thời lại để triệu tiễn chạy thoát rồi Thân tình trên mặt hắn thay đổi liên tục Hắn đặt vấn đề triệu tiễn sang một bên Chuyện hắn để ý nhất hiện giờ chính là trung tú có rơi vào tay thiên định hay không thôi. Thành một hơi do dự không đuổi theo nữa Hắn vuốt về nửa chiếc vòng tay và đám tóc trên đó mấy lần Trong lòng nổi lên chút nghi ngờ Nếu việc trung tú rơi vào tay đám triệu tiễn kia Như vậy khi cuộc chiến vừa rồi mới bắt đầu Rất có thể triệu tiễn lúc trước sẽ dùng cái tin tức này để đánh cuộc Cho dù không thể để cho hắn dơ tay chịu trói Nhưng cũng đủ để làm quấy loạn suy nghĩ của hắn rồi Ngoài ra căn cứ vào lời kể lại của người tộc Thiên Phượng Thì lúc trung tú mất tích Thì hai người triệu linh lung và triệu tuyền cơ đang ở chỗ đó với tù vi cùng thực lực của triệu linh lung nếu không có tiên tướng ra tay thì triệu tiễn không thể thành công dễ dàng như vậy được hắn lại liên tưởng đến thời điểm trước khi đại điển tiếp nhận chức vị thánh nữ tộc thiên phượng hắn cũng bị chiếc vòng ngọc này lừa gạt mà rơi vào cạm bẫy vì vậy thạch mục càng ngày càng nghi ngờ lời nói của triệu tiễn nhưng bây giờ cho dù hắn phỏng đoán thế nào thì cũng uổng phí rồi chuyện trước mắt là quan trọng nhất đầu tiên là phải sửa sang lại toàn bộ tộc thiên phượng lại lần nữa tập hợp các tộc nhân còn lại bởi vì chỉ có như vậy thì tỷ lệ tìm thấy trung tú sẽ cao hơn bây giờ nhiều. Ánh mắt thành mục quét đến chỗ Phượng Minh Cốc, hiện giờ đã thành cái tổ ông, hắn phi thân trở về nơi đó. Lúc này cuộc chiến đấu ở đây đã kết thúc rồi. Hai người Thái Nhi và Triệu Trung Minh đã kết hợp lại giết được cái đám người còn lại của thiên đình. Thái Nhi lúc này bay trở về đậu trên vai thành mục. Còn Triệu Trung Minh thì bởi vì bị trọng thương từ trước nên cố gắng chèo chống cho đến tận bây giờ, lúc này lại rơi vào hôn mi. Khí sắc trên mặt không tốt nhưng mà bởi vì vết thương ở ngực và bụng đều đã được khống chế nên không còn đáng ngại như trước nữa. Dù sao thì ông ta cũng là tồn tại thường cảnh, vết thương ở trình độ này còn chưa đủ để tổn thương tính mạng của ông ta. Chỉ cần một thời gian nữa thì số nguyên khí bị tổn thất có thể khôi phục lại như cũ. Luồng hào quang sáng lên trước ngực thạch mục, bức đồ án tiểu đỉnh lục sắc xuất hiện. Một luồng linh khí lục sắc lưu chuyển từ bên trong, chạy dọc theo cánh tay đến bàn tay hắn, ngưng tụ thành khối ánh sáng xanh chứa sức sống nồng đậm. Bàn tay hắn vuốt lên vết thương trên ngực và bụng của Triệu Chu Minh. Lục mang kia lập tức hóa thành từng điểm sáng nhỏ xông vào trong miệng vết thương. Vết thương đang hở miệng lập tức khôi phục lại với tốc độ rất nhanh mà mắt thường có thể thấy được. Sau một lát thành một thu tay suốt thân ngoại hóa thân của mình ra. Lúc này toàn thân của thương ngoại hóa thân cháy đen, bên ngoài còn bốc khối nhàn nhạt, nhạt, vết thương thoạt nhìn có phần nghiêm trọng. Thành một cuối người đỡ thương ngoại hóa thân lên, tay còn lại khoát sau lưng thân ngoại hóa thân lòng bàn tay tiếp tục sáng lên lục quang hòa nhập vào trong cơ thể của hóa thân sau khi từng luồng linh lực dung nhập vào trong vết thương của thân ngoại hóa thân khôi phục không nhanh như triệu chu minh trong lòng thạch mục biết rõ tác dụng của linh lực đối với thân ngoại hóa thân không quá rõ ràng chỉ có thể để sức mạnh tự thân của chính hóa thân khôi phục vết thương đúng lúc này triệu trung minh cũng khôi phục được ý thức vết thương trên ngực và bụng đã khỏi hoàn toàn triệu trung minh vừa thấy thạch mục đã lộ ra sắc mặt vui mừng thậm chí đáy mắt còn có chút kích động nhưng sau đó đột nhiên nghĩ đến việc gì lão xoay chuyển ánh mắt đánh giá thành một một lúc mới mở miệng hỏi thạch minh chủ nè chẳng lẽ người trưởng lão trung minh nè thực không dám giấu giếm gì được sự cho phép của tổ linh tộc thiên phượng ta may mắn hoàn thành truyền thừa niết bàn phượng diễm rồi thành mục nói rất thản nhiên nếu tổ linh đã cho phép thạch minh chủ dân truyền thừa thánh diễm tộc thiên phượng chúng ta rồi xem như là thiên mệnh đã định mà Thạch minh chủ đã đánh chết hóa đồ Xem như đã báo thù cho tộc thiên phượng chúng ta rồi Ông đức to lớn này Triệu Trung Minh và tộc thiên phượng không dám quên Triệu Trung Minh không người thi lễ với Thạch mục Thanh âm cung kính Thạch mục vội vàng đi đến phía trước Đỡ ông ta lên Trưởng lão Trung Minh à Không cần vậy đâu Kỳ kiếm ông có tính toán gì không vậy Thạch mục hỏi Một Kiếp nạn này đã làm khó tộc ta rồi Cơ nghiệp dạng đâm bị hủy hoại Chỉ trồng trong chốc lát vô số người trong tộc đã chết rồi Người thì bị thương vô cùng nghiêm trọng Tao cũng không biết phải sắp xếp thế nào cho phải nữa Có lẽ trước mắt cần phải tập hợp tất cả tộc nhân may mắn còn sống sót lại Đợi đến khi tìm được thánh nữ và trưởng lão triệu linh lung rồi Sẽ để họ quyết định tiếp vậy Ừ, như vậy cũng tốt Dũng dĩ ta đến đây cũng vì tú nhi Ta sẽ ở lại với trưởng lão các ngươi một thời gian Tìm tôi số tộc nhân còn sót lại Thành Mục cũng nói ra dự định của mình Vậy thì sinh ra tạo thành minh chủ rồi Triệu Chu Minh nói Không cần, hiện tại số người chúng ta có thể sử dụng quá ít Không có khả năng mở ra cuộc tìm kiếm quy mô lớn Ta muốn liên hệ với liên minh di thiên binh kia Để cho bọn họ phái người đến đây trợ giúp một phen Thành Mục khoát tay nói Ở đại trận hậu tinh của tộc thiên phượng chúng ta chưa bị hủy toàn bộ Có thể sử dụng nó để liên hệ với tộc nhân còn sống sót trên chu tước tinh Cho nên chuyện này cũng không sao Triệu Chu Minh cũng tiếp lời Vừa dứt lời ông lực cổ tay Xích quang lóe lên một cái la bàn cũ kỹ màu đỏ lớn bằng bàn tay xuất hiện ở trên tay một tay ông ta cầm la bàn một tay bắt pháp quyết miệng ngâm tụng chú ngữ trong yên lặng mẫu triệu chu minh quát khẽ một cái kim hình thôi trên la bàn màu đỏ chuyển động nhanh chóng quái vị chung quanh la bàn di chuyển một vòng sau đó đột nhiên xuất hiện ánh lửa màu đỏ hóa thành hư ảnh hỏa phượng cực đại ngút trời bay thẳng vào trong tầng trời thành một ngẩn đầu nhìn bầu trời thấy hư ảnh hỏa phượng chìm dần vào trong tầng mây chỗ sâu trong màn trời bỗng dưng sáng lên đỏ chói phạm vi vô cùng lớn hầu như có thể che đậy toàn bộ tầm mắt của thạch mục ánh sáng màu đỏ này chỉ xuất hiện một lát rồi lại biến mất không thấy tung tích thạch mục lại nhìn về phía triệu chu minh phát hiện sắc mặt của ông rất khó coi thân thể lung lay muốn ngã hiển nhiên là lại tiêu hao linh lực quá độ mà vết thương vẫn còn chưa lành triệu lão chu minh à vết thương trên người của ông không nhẹ đâu mặc dù ta đã chữa trị giúp một phần rồi nhưng vẫn không thể chủ quan hay là chúng ta trở về phượng dực thành tu dưỡng một hồi đi sau đó lại sắp xếp kế hoạch thích hợp rồi tính tiếp thành một khuyên triệu trung minh nghe như vậy gật gật đầu đám người phi thân bay trở về phượng dực thành tử linh giới diện sâu trong vườn trời một vầng trăng máu treo cao lẻ lôi trơ trội giữa không trung tỏa ra hào quang đỏ sậm trên mặt đất trong một khe núi vô cùng rộng lớn tĩnh mịch dưới sự chiếu rọi của ánh trăng máu chỉ thấy bóng mờ màu đen lướt qua. Trong khe núi, khắp nơi đều là hủ thi và xương trắng trộn lẫn vào nhau, từ đầu kia khe núi đến đầu còn lại của khe núi. Trên mặt đất, chất nhầy chảy ra từ núi xương trắng, hủ thi lộn xộn chồng chất. Lá chú thích, hủ thi có nghĩa là thi thể thối rửa. Tiếp tục. Một thanh âm pong vang lên, một đoạn lưỡi đao màu đen đâm ra khỏi đống xác chết, bổ về một phía. Một võ sĩ khô lâu đen kịch toàn thân bò lên, Áo giáp trên người không còn trọn vẹn đầy đủ, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Ngay tại lối đi tại khe núi, ánh thải quang lập lòe, một bộ xương ống ánh cũng bò ra khỏi đống xác chết. Tay của gã vẫn đang nắm cúc đầu lóng lánh, chống đỡ thân thể nhìn lên phía trên khe núi. Trên vách đá dựng đứng của khe núi, một gốc cổ thụ bảy màu mọc lên, ánh quang lưu chuyển liên tục, ngũ sắc lượn lờ không dứt, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Một thân ảnh mảnh mai đang dựa trên gốc cổ thụ bảy màu này chính là Yên La nàng mặc dấp bạc phu bị trọn vẹn phong thái hoạt bát của chính mình mái tóc đen dài như thác nước đổ xuống lộ ra hào quang đặc biệt dưới ánh sáng đỏ của huyết nguyệt thêm phần lẳng lơ lộng lẫy nhưng đẹp đến khiếp người nhưng mà sắc mặt nàng vô cùng trắng bệch liền hoa ứng màu đen trên trán nàng đã nhạt hơn mấy phần so với bình thường trên bụng nàng có một vết thương rộng chừng ba tấc vết rách dị dạng không trực tự không thể nhìn ra vật gì đã gây thương tích chất lỏng màu lục tỏa ra ánh sáng bao phủ phía bên trên nhưng lại thoát ra sương mù màu đen cực kỳ quỷ dị cổ tay yên la hơi chuyển động tay bắt pháp quyết bên dưới thân cây bảy màu sinh ra một ít dây leo bao trùm lấy vết thương của nàng tiếng xèo xèo vang lên nhẹ nhẹ chỉ trong nháy mắt khi đám dây leo đó chạm vào vết thương chúng lập tức bắn lên giống như là bị bỏng trên đó bốc lên từng đợt khối trắng nhưng mà đám dây leo đó chỉ lùi lại vài thức sau đó tiếp xúc dò xét miệng vết thương sau nhiều lần giống như vậy hơn 10 dây leo thật nhỏ đã chết héo đám dây leo còn lại tiếp tục vọt lên hoàn toàn bao trùm vết thương từng tiếng xèo xèo vang lên khói trắng bốc lên khiến cho gương mặt yên la trở nên mơ hồ không rõ ràng nhưng có thể thấy được nàng ta đã nhíu mày vì đau đớn sau một lát khối trắng tan đi yên la nhướng mày quét qua nhìn về phía khe núi chỗ sâu nhất của khe núi có ba hũ thi khổng lồ trước đó một canh giờ vẫn còn là sinh vật tử linh cấp độ thần cảnh hiện giờ đã là vật chết rồi ánh mắt yên la dừng lại trên cương thi mặc cáo một lúc lâu đấy mắt hiện lên thần sắc chán ghét sau mấy phen chinh chiến liên tục cuối cùng giải quyết được cái đám phiền toái này trong sơn khốc ngoại trừ vũ dạ bị thương và chửi linh nửa sống nửa chết kia hơn 10 vạn đại quân tử linh hiện tại cũng chỉ còn hơn nghìn tên ngọn gió thổi nhẹ qua mang theo mùi tanh tưởi lướt qua mái tóc yên la che đi một nửa gò má của nàng nhưng vẫn không ngăn được vẻ mệt mỏi đậm dần trên gương mặt vũ dạ cũng ngẩng độ lên Hóa hùng nhảy nhảy trong hốc mắt xuyên qua yên la nhìn vườn trăng huyết hồng cực lớn treo trên cao trên bầu trời trong vắt trong khe núi yên tĩnh hoàn toàn mấy ngày sau phượng dực thành vị trí nội thành tộc thiên phượng vẫn là một khu phế tích như cũ khắp nơi đều tràn ngập đám gạch đá rách nát nhưng thi thể người tộc thiên phượng đã không còn ở trên đống phế tích như trước nữa trước một tòa đại điện màu son vẫn còn tương đối nguyên vẹn rất nhiều tộc nhân thiên phượng đang tụ tập tại đây Tuy rằng cuộc đại chiến đã qua mấy ngày rồi, nhưng mà vẻ mặt của mọi người vẫn còn nét sợ hãi vì sống sót sau tai nạn, hiển nhiên vẫn chưa phục hồi tinh thần sau đợt kiếp nạn lớn. Trong đại điện, không có đến 10 người ngồi rải rác. Người cầm đầu bên trái là Triệu Chu Minh, tất cả đều là người tộc thiên phượng. Bên phải thì chỉ có một mình thạch mục. Bầu không khí trong đại điện hơi nặng nề, ngay cả Thải Nhi luôn hoạt bát hiếu động cũng nằm quy củ trên đầu vai thạch mục, không nói câu nào. Triệu lão Chu Minh, Tình hình hiện tại thế nào rồi? Thành Mục mở miệng hỏi. Số tộc nhân tử thương chiếm hơn phần nữa. Số người may mắn sống sót chưa đủ năm thành. Liên tục trở về phượng dược thành trong mấy ngày nay. Lần này tộc thiên phượng ta hầu tổn quá nhiều nguyên khí. E rằng trong vòng mấy trăm năm nữa cũng không thể khôi phục như cũ được rồi. Thần sắc triệu chu Minh vô cùng bi ai, nói. Có tin tức của Tú Nhi không vậy? Thành Mục hỏi. Ngoài trừ lời nói của triệu hối ngày trước ra, thì không ai gặp được thánh nữ cả. Triệu Chu Minh thở dài. Đối với đáp án này, Thành Mục cũng không suy nghĩ gì nữa. Mấy ngày này hầu như hắn mang theo Thải Nhi bê khắp toàn bộ mấy nơi hẻo lánh tại Chu Tước Tinh rồi. Mặc dù tìm được rất nhiều người tộc thiên vượng, nhưng không phát hiện bất kỳ tung tích nào của Trung Tú, dù chỉ một chút. Thành Minh Chủ không cần quá lo lắng đâu. Thánh nữ đang ở cùng một chỗ với trưởng lão Triệu Linh Lung, nên sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Ở hơn phần nữa là bọn họ đã rời khỏi Chu Tước Tinh, nếu không chừng đã đưa đến vũ nhâm tin rồi triệu chu minh an ủi thành một nghe như vậy dường như hắn đang suy nghĩ gì đó rồi gật đầu sau đó hắn ngập ngừng trong chốc lát lại nhớ đến một chuyện mở miệng hỏi trưởng lão chu minh à không phải trong lòng thạch mũ của suy nghĩ cá nhân đâu nhưng mà với tình huống hiện tại của tộc thiên phượng á, mọi người không thể tiếp tục cố thủ ở trong chu thước tin nữa rồi nếu thiên định tiếp tục mang binh đến đây xâm phạm e rằng sẽ dâu rắc tai họa ngập đầu cho tộc thiên phượng đó Ta hiểu rõ ý của Thạch Minh Chủ Mấy trưởng lão chúng ta đã thương lượng mấy ngày nay rồi Lựa chọn tốt nhất hiện giờ của chúng ta Chính là tham gia vào Liên minh Tri Thiên Chúng ta cũng hy vọng gia nhập Nhưng mà Triệu Chu Minh nói đến đây thì ngập ngừng Có chút do dự Nhưng mà làm sao Trưởng lão Chu Minh cứ nói đi đừng ngại Thành Mục nói Mặc dù đám người hóa độ phát ngôn mừa bãi Bảo rằng đã giết hại tộc trưởng của chúng ta rồi Nhưng mà dù sao Thì chúng ta chưa từng tận mắt chứng kiến Ờ, nếu sau này tộc trưởng quay trở lại lần nữa Việc gia nhập liên minh di thiên này Phải do chính tộc trưởng làm chủ Thậm chí cho dù tộc trưởng đã mất rồi Thì việc này cũng phải do thánh nữ quyết định mới được Triệu Trung Minh nói ra băn khoăn của mình Trưởng lão Trung Minh trung thành với tộc thiên phượng Thạch mổ tâm phục khẩu phục đó Vậy cứ theo ý của trưởng lão đi Thạch mục cũng đáp lời Ý chỉ thạch minh chủ rộng lớn Toàn bộ tộc ta vô cùng cảm kích Triệu Trung Minh vội vàng chấp tay nói Đúng lúc này, một người tộc Thiên Phượng đột nhiên đi vào. Khởi bẩm trưởng lão, thành minh chủ, tộc trưởng địch ngạn, tộc địa long mang đại quân đến đây rồi. <laughs> giờ này bọn họ mới đánh hả? Thật sự đúng lúc mà. Thái Nhi nghe như vậy không nhịn được mà trào phúng. Sau khi một đám trưởng lão tộc Thiên Phượng nghe xong, sắc mặt cũng khá khó coi. Thành một liếc mắt trừng Thái Nhi. Thái Nhi thấy như vậy trong lòng biết mình đã nói sai, vội vàng rụt đầu không nói nữa. Bỏ bọn họ trở về đi, Nói là tộc thiên phượng chúng ta không dám trèo cao mơ ước đồng minh như vậy nữa Lông mày triệu trung minh nhíu chặt Giọng điệu lạnh lẽo Dạ Tên tộc thiên phượng kia ứng tiếng lui ra ngoài Khoan đã Triệu lão trung minh nè Hay là chúng ta mời bọn chúng vào trước Nghe xem bọn chúng có lý do thoái thác gì không Thành mục ngăn lại Mở miệng nói với triệu trung minh Được rồi Triệu trung minh nghe như vậy Sau khi suy nghĩ trong chốc lát đồng ý sau một lát địch ngạn trưng ra vẻ mặt khủ thiện Mang theo mấy tên trưởng lão tộc địa long đi vào Địch long tộc trưởng Các người đến thật đúng lúc mà tụi ta cậu diễn đau khổ chừng nửa tháng trời Không thấy các người đến đây trợ giúp gì Hiện tại thạch minh chủ vừa đánh lui người của thiên đình Các người liền đến rồi Triệu Trung Minh vừa thấy địch ngạn Trưng ra vẻ mặt không chào đón Giọng điệu bất thiện Mấy người trưởng lão tộc thiên phượng ngồi tại chỗ Đang vô cùng bực tức Nhìn sang đám người địch ngạn không chỉ có triệu trung minh hiện tại toàn bộ tộc thiên phượng đều rơi vào tình trạng chim sợ cành công vì vậy vô cùng tức giận và thất vọng đối với việc minh hữu tộc địa long chậm chạp không đến tiếp ứng lời ấy là sai rồi trưởng lão trung minh chớ có nói như vậy tộc ta cũng không biết phải làm sao mà ngày đó khi chúng ta nhận được tin tức cầu diện của các ngươi thì lập tức phái cường giả thần cảnh đi chu tức tinh bằng truyền thống trận nhưng lại phát hiện ra pháp trận đến chu tức tinh đã bị phong bế rồi trong lòng ta biết tình hình chu tức tinh đã rất nguy cấp vì vậy phái hạm đội đến cứu viện nhưng mà khi bọn ta dựa vào trong tinh hải liền bị quân đội thiên đình phục kích Chúng ta cũng bị tổn thất vô cùng to lớn đây nè Địch ngạn lắc đầu thở dài nói Trên người của những người này nhìn như không có gì khác thường Nhưng khí tức bất ổn, chân khí thiếu hụt Hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận chiến đấu ác liệt vả lại gần như toàn bộ đều bị thương Nếu vậy thì hỏa độ phân binh thành hai tuyến tác chiến Số người phái đi chặn đường địa long tộc chắc cũng không nhiều Bản thân hắn lại đang ở chu tước tinh Vì sao địa long tộc các ngươi cũng bị tổn thất nghiêm trọng vậy Thạch Mục hỏi Cái này Nói ra thì thật xấu hổ mà ừ, Trưởng lão trong tộc ta xuất hiện hai tên phản đồ Cho nên mới khiến cho đại quân chịu thiệt hại Địch ngạn thở dài Nói Chỉ hy vọng địch tộc trưởng nói không phải là lời thoái thác Triệu Chu Minh lại không tin lời này lắm Hơi dễu cợt nói Triệu Chu Minh Địa Long tộc ta không kịp thời chi diện Khiến cho thiên phượng tộc ngươi chịu tổn thất lớn Thật có chỗ là không thỏa đáng đó Nhưng cũng không phải là cố ý làm như vậy nếu người không tin có thể đi xem một chút đi Chiến thuyền của địa long tộc ta Cũng không có cái nào là hoàn toàn không bị tổn hao gì cả Địch ngạn tức giận nói Hai vị Việc cấp bách hiện tại vẫn là trước tiên tỉnh táo lại Suy nghĩ xem làm thế nào ứng phó với thiên đình đây Thành Mục nói Triệu Trung Minh và địch ngạn nghe như vậy Thì kìm hãm lại không nói thêm lời nào nữa Trước khi ta khuyên hai vị gia nhập vào di thiên liên minh Chính là vì chống lại thiên đình Suy cho cùng thiên hạ tinh dựng chúng ta so với thiên định vốn là có chút yếu đuối rồi Hiện nay Chu Minh trưởng lão đã quyết định dẫn dắt Thiên Phụng tộc gia nhập vào Di Thiên Liên Minh rồi, cho nên ta hy vọng địch trưởng lão càng suy nghĩ một chút về chuyện này. Thạch Mục nhìn hai người một cái, mở miệng nói. Địch Ngạn nghe như vậy nhíu mày một cái, rơi vào trầm tư. Thạch Mục nhìn thấy như vậy cũng không thúc giục. Thạch Minh chủ, địa lòng nhất tộc ta cũng muốn gia nhập vào Di Thiên Liên Minh, cùng Thiên Hạ Bách tộc cùng chống chọi với Thiên Địch. Một lát sau, Địch Ngạn bỗng nhiên đứng lên, chắp tay nói với Thạch Mục, thân sắc trịnh trọng. Được, có lời này của địch tộc trưởng Phản công thiên đình chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi Thành mục nghe như vậy vui mừng nói lớn Có được thiên phượng Địa lông dị tộc gia nhập Bác hoang cổ tộc năm đó ngoại trừ oa yêu nhất tộc ra Đã gần như toàn bộ đến chung một chỗ rồi Hơn một tháng sau Ngoài vũ nhâm tinh Hơn 200 chiến thuyền màu vàng to lớn vô cùng Sắp xếp lần lượt Sau đó đều có một người cao to mặc hoàng bào Đứng ở trên cao vạn trượng Trên tay đều quơ quơ một cái dùi trống lớn không ngừng đập bên hông trống. Tiếng gõ trống ầm ầm không ngừng vang lên, hơn 200 chiến thuyền đều dần dần có kim quang lóe lên, đầu thuyền liên tiếp phát ra quang hoa màu vàng chói mắt. Quang mang bùng nổ, không ngừng có kim quang cử mâu dài hơn trăm trượng bắn ra, bắn vào tinh vân dày dặn ở ngoài vũ nhâm tinh. Chỉ thấy mấy trăm đạo kim quang rất lớn trước sau bắn tới, ở trong tinh không hội tụ thành một đạo quang vũ màu vàng, chiếu nghiêng xuống hộ tinh đại trận của vũ nhâm tinh liên tiếp những tiếng nổ lớn vang lên chấn động bầu trời trong tinh vân màu vàng lập tức ầm vang đại chấn ngoài mặt nổ tung mấy trăm cái vòng xoáy hoàng vân to lớn vô cùng vân khí hùng hậu thuận theo phương hướng xoay tròn của xoáy nước hoàng vân không ngừng dũng động ở từng ngoài tinh vân hình thành từng cơn lốc cực lớn cường lệnh xuống tập trung xung kích một chỗ hôm nay nhất định phải xé được bộ lỗ hổng trên phòng ngự của vũ ngâm tinh này Tỷ lưu tiên tướng đứng ở trên đài chỉ huy của một chiếc chiến thuyền, thanh âm khàn khàn cất tiếng nói. Rõ. Ở phía sau tỷ lưu, tê môn thuyết trả lời một tiếng rồi lập tức bay đi. Xung quanh có mười mấy vị thần tướng thiên đình, ai ai cũng câu mày thật chặt, thần sắc căng thẳng nhìn tỷ lưu, không có một ai mở miệng nói lời nào. Tỷ lưu nhíu mày, ánh mắt nhìn chầm chầm vào vũ nham tinh, sắc mặt rất âm u. Gã chinh chiến ở các đại tinh vực cũng có lúc bại trận, lần trước, trước tình hình đã chuẩn bị đầy đủ, lại chịu thua thiệt lớn ở trên vũ nham tinh chẳng những không thể đánh bại được vũ nham tinh ngược lại còn bị chịu hao binh tổn tướng ở đây ngay cả năm cung cảnh cũng tổn thất ở đây lần này gã từ chiến sự của tinh vực khác được điều động đến đây mấy tên thần tướng và hơn trăm chiến thuyền thì phải đánh hạ được vũ nham tinh rửa sạch mối nhục trước đây lát chú thích nha cái bản dịch này thì nó để tên là tỳ lư mà theo mô tả nãy giờ thì lát biết cái tên này là tên bì lô trước đây cùng năm cung cảnh đánh chiếm vũ nham tinh đó thì đoạn sau này lát sẽ đọc theo bản dịch cho dễ là tỳ lư luôn nha Lại là một trận tiếng nổ vang lên Hoàng vân bên ngoài vũ nham tinh cuộn trào mãnh liệt Mấy trăm đảo kim quang cử mâu tập trung oanh kích Khiến cho trong tầng mây thông ra một cái lỗ hổng vô cùng lớn Lộ ra một cái mạng sáng màu vàng đất ở bên trong Mặt ngoài quang mạc đang chịu oanh kích Bên trên lăng hình văn lộ không ngừng lóe lên Thoạt nhìn rất đẹp mắt Nhưng không có một chút dấu tích bị phá vỡ hạm đội của thiên đình oanh kích cũng có chút ngừng lại hoàng vân tức là những cái đám mây vàng ở trên phía mặt ngoài của cái quan mạc này liền chảy ngược trở về từng chút một khiến cho lỗ thủng lớn kia cũng dần dần khép lại có điều mỗi lần không đợi cho những đám mây vàng hoàng vân khôi phục lại nguyên trạng liền có một vòng kim quang cự mâu khác bắn ra lại một lần nữa nổ tung mặc dù bên ngoài vũ nham tinh nhìn như vẫn vô cùng kiên cố như trước nhưng mà ở trong nội bộ bầu không khí lại sớm đã căng thẳng đến cực điểm rồi trong không trung thỉnh thoảng có từng đạo lưu quang quét qua hội tụ về hướng bàn quy tộc và bắc võ thành trong bàn quy tộc hơn 300 chiến thuyền sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tộc nhân của thiên hạ các tộc đã tụ hội cũng đều đã sẵn sàng chiến đấu trên mặt của người nào cũng mang theo sự trang nghiêm chỉ đợi quyết một trận tử chiến với đội quân thiên đình trên quảng trường ngoài nghị sự đại điện mấy người đứng sống vai nhau ngẩng đầu nhìn màn trời thâm sâu sắc mặt ngưng trọng lần này thiên đình khí thế rào rạc e rằng sẽ khó đối phó đây nhâm hùng tộc trưởng ngẩn đầu nhìn cái mặt ngoài quan mạc thỉnh thoảng sáng lên trên màn trời sâu thẳm vẻ mặt lộ ra vẻ vô cùng lo lắng nói mọi người không cần quá lo lắng đâu hộ tinh đại trận trong tộc đã sửa chữa lại hoàn toàn rồi lần này cũng tăng cường thêm phòng bị đối với những khu vực quan trọng nữa quyết sẽ không xuất hiện biến cố như trước đây nữa lục quỳ chung nói như vậy nhưng thường sắc trên mặt cũng không có buông lỏng thư đạo hữu nào tài nguyên chuẩn bị chiến đấu điều phối như thế nào rồi Đại trưởng lão tay chống quải trượng Quay đầu nhìn thư hữu kim Cất tiếng hỏi Khởi bẩm đại trưởng lão đều đã chuẩn bị thỏa đáng cả rồi Hiện tại thông qua truyền tống trận pháp cỡ lớn Tự linh lam tinh, di thiên, Cự viên trong tộc Truyền tống đến các thuyền chiến Cộng thêm trên vũ nham tinh vốn dĩ đều đã có tất cả Tổng cộng có 315 chiếc Nhưng mà cường giả của tộc đầu nhập vào tham chiến chỉ có hơn 30 dạng Mà linh thạch đang dược Cũng để bổ khuyết và chữa trị Cũng đều tích trữ lượng lớn Đủ cho đại quân dùng tới một năm rồi Thư Hữu Kim trả lời Mọi người nghe như vậy vẻ căng thẳng giữa hai hàng lông mày Cũng hòa dịu đi rất nhiều Nếu là như vậy Quả thực cũng có thể dặn co với bọn họ một khoảng thời gian Đến lúc đó bọn họ nối tiếp không còn chút sức lực nào Đương nhiên sẽ phải rút lui rồi Nham hùng tộc trưởng mở miệng nói Ở đâu chúng ta muốn dặn co với thiên đình Đại trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói Không dặn co Lẽ nào muốn xông ra khỏi vũ nham tinh Chủ động xuất kích hả một vị trưởng lão của bạn quy tộc kinh ngạc hỏi. Lục quỷ chung cũng có chút kinh ngạc nhìn đại trưởng lão, hiển nhiên đối với cái lượng này cũng rất là khó hiểu. Lẽ nào đại trưởng lão cũng không tin hộ tin đại trận của chủ nhâm tin chúng ta hả? Lục quỷ chung nhíu mày, nói Hồi ta đương nhiên rất có tự tin đối với đại trận của quý tộc rồi Chứ là ta đỡ sức đã lâu như vậy rồi Hiện nay đang là thời cơ tốt nhất Sao có thể tiếp tục ở đây làm con rùa đục đầu không ra nữa chứ? Đại trưởng lão nhướng mày một cái, cao giọng nói. Đại trưởng lão nè, tuy rằng Thạch Minh Chủ đã từng nói Trong thời gian ngày ấy rồi đi Tất cả mọi việc của liên minh đều do ngài và lục tộc trưởng làm chủ Nhưng mà chủ động ứng chiến là việc trọng đại Quyết định này vẫn là đỡ Thạch tộc trưởng trở về rồi làm Như vậy sẽ tốt hơn Một vị thần cảnh trưởng lão khéo léo khuyên nhủ Đúng vậy đại trưởng lão nè Việc này thực sự là cần phải cân nhắc thêm chút nữa Thạch minh chủ vẫn chưa trở về Chỉ sợ lúc này xuất chiến Các tộc không nhìn thấy ông ấy Sẽ khiến cho lòng quân bất ổn Sẽ khiến cho chiến cục biến đổi An Hoa cũng lo lắng nói Mỗi người mỗi người một câu ta một lời Sôi nổi về kế hoạch chủ động xuất kích Tỏ ra vẻ lo lắng Chứ gì mở lên cho đại quân xuất chiến ngày hôm nay Chính là từ thạch minh chủ Đại trưởng lão đè bàn tay một cái tỏ ý mọi người cứ yên tâm chớ nóng vội, tiện đà mở miệng nói. Hết tập 182 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.